Xin chào các bạn đến kênh Đức Nhân TV. Hôm nay mình chia sẻ các bạn một chút về cái đỗ tương các bạn nhé. Để mùa không bị mất bưởi, không bị mất mùa, được bội thu. Trong nhiều năm kinh nghiệm nhà mình thì mình đều dùng đỗ tương để chăm sóc cho bưởi. Tại sao lại phải dùng đỗ tương chăm sóc cho bưởi các bạn có biết không? Bởi vì là cây đất chúng ta, đất có màu mỡ nhưng chúng ta đã khai thác nhiều năm thì đất nó sẽ cạn kiệt, nó sẽ thiếu vi lượng. Thì chúng ta phải bổ sung các cái chất vi lượng trong đấy, đặc biệt là đỗ tương rất giàu vi lượng và đặc biệt là chất đạm. Khi cây càng lâu năm, cây càng già thì cái độ cần đạm rất lớn. Chúng ta mà dùng đạm vô cơ thì cây rất là đất sẽ càng hỏng, chóng hỏng. Cho nên mình hay dùng cái đạm hữu cơ bằng từ đỗ tương. Nếu mà cây còn non ấy, cây bưởi mà còn non còn thoáng thì các bạn có thể tra đỗ tương luôn trên vườn mình và tận dụng luôn. Còn bây giờ bưởi nhà mình nó đã tốt như này rồi thì không để tra được thì mình phải mua, tận dụng mua và mua nhiều. Và mình phải ngâm thế nào và tưới thế nào và bón giai đoạn nào thì mình chia sẻ các bạn nhé. Đây là cái đỗ tương mình đã xay các bạn này. Tại sao mình lại ngâm? Các bạn, đây là mình đã đỗ tương mình đã xay ra, xay nhỏ ra. Vì xay nhỏ ngâm thì nó sẽ chín, nó sẽ chóng chín hơn, chóng thối lát hơn. Còn nếu mà mình để cả hạt thì ngâm nó sẽ nâu hơn. Hai nữa là tại sao mình không bón trực tiếp xuống đất? Bởi vì bón trực tiếp đất ý, thì là nó có thể là những con chuột hoặc là một số vật khác nó ăn hết cái đỗ tương mà mình né té ra, hoặc là kiến nó sẽ công đi. Ngoài ra thì bón đỗ tương ngay, bón sống ngay ấy, thì nó không bao giờ chất lượng bằng đỗ tương ngâm các bạn. Bởi vì là bón sống ngay thì nhất là cây, nếu mình muốn ăn cho cây ăn ngay mà bón đỗ tương nó phải qua một quá trình phân hủy. Mà phân hủy mất mất nửa tháng hoặc một tháng thì cây mới ăn được thì lúc ấy là muộn mất rồi. Cái thứ hai nữa là mình ngâm thì nó phân hủy nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Và mình chủ động được lúc khi mình cần cho ăn ngay. Và bây giờ bưởi nhà mình thì đã toàn bộ bây giờ đã dừng tưới hết đỗ tương từ lúc bắt đầu khi mình tưới, bắt đầu khi sau khi thu hoạch các bạn nhé. Tại sao mình lại sau khi thu hoạch mình tưới đỗ tương? Bởi vì là đỗ tương mà lúc khi bắt đầu vào làm ngọt từ tháng 7 âm lịch thì mình sẽ không tưới đỗ tương nữa, để cho quả tập trung bón kali và cho nó ngọt bưởi. Thì đỗ tương là một chất có nhiều chất đạm, cho nên là mình sẽ chủ yếu là bón sau khi thu hoạch. Bởi vì một năm rời cây bưởi nó chứa hàng trăm quả như thế này các bạn, nó như thế này thì sai này nó kiệt cây các bạn. Đấy, các bạn nhìn này, quả nó sai như thế này thì cây nó sẽ kiệt, nuôi một năm rời 11, 12 tháng chịu quả trên cây thì cây rất là yếu. Cho nên là mình phải bồi bổ nó cho nó ăn bằng một cái chất, đó là cái đỗ tương ngâm các bạn nhé. Sau khi thu hoạch là mình bón ngay, trời quả cái là mình bón ngay đỗ tương. Và lúc ra hoa là mình cứ liên tục, cứ tuần hoặc đến 10 ngày mình lại tưới một lần, tưới loãng thôi. Cứ múc ra, ví dụ bây giờ một cái thùng phi này mình tưới, mình ngâm cho nó gần đầy. Mình sẽ đổ nó gần đầy các bạn nhé. Tại sao mình gần đầy? Gần đầy nước thôi, chứ còn một cái thùng này mình chỉ ngâm trong khoảng tầm 15 đến 20 kg đỗ tương xay thôi. Bởi vì nó còn nở ra các bạn. Cho nên là mình sau khi mình mà tưới nó, sau khi thu hoạch đến lúc bắt đầu quả mình vẫn tưới. Và đến tháng tư âm lịch, tức là từ lúc ra quả đậu hoa đậu quả đến lúc tháng tư âm lịch mình vẫn tưới liên tục để nuôi quả cho quả lớn. Nhưng khi bắt đầu từ tháng 6 âm lịch trở đi là bắt đầu tháng 6 tháng 7 bắt đầu quả, bắt đầu để bước vào làm ngọt tạo đường, thì mình sẽ không bón đỗ tương nữa. Bởi vì đỗ tương nó nhiều chất đạm, nó bón nhiều lúc ấy nó sẽ bưởi sẽ nhạt. Cho nên mình chỉ tưới đỗ tương ngâm sau khi thu hoạch để hồi phục cây. Và lúc đậu ra hoa đậu quả là mình cần phải tưới nhiều để cho nó cây nó đậu được quả, nó đủ chất đạm, đủ vi lượng. Vì lúc ấy nó có mầm non, nộc lá non nhiều thì mình phải tăng cường có cả đạm để cây nó phát triển toàn diện. Còn nếu khi bắt đầu cây làm quả thì ta lại giảm đạm, tức là ta không bón đỗ tương nữa mà ta tăng cường bón kali. Chứ bây giờ mình chia sẻ các bạn cách ngâm đỗ tương nào để cho nó hiệu quả. Thì mình sẽ cho cái đỗ tương vào cái thùng phi như thế này các bạn. Mình sẽ một cái tải này nó mình sẽ chia làm hai cái thùng lớn hoặc là ba thùng tùy theo các bạn. Đây mình sẽ chia đây. Và ta nên như thế nào để cho đỡ vất khi một cái vườn bưởi nó rộng vài ba sào hoặc hàng mẫu, thì các bạn có thể chia ra nhiều thùng và cách mỗi 5-7 gốc hoặc là chục gốc chúng ta lại có, gần chục gốc chúng ta lại có một thùng, thì chúng ta đỡ mất công xách xa nó sẽ rất vất các bạn. Rất vất vả, cho nên là một lúc có thể 2 tiếng hồ mình có thể tưới hết cả cái vườn này luôn. Mình xách vào xô và mình liên tục để những cái thùng sát nhau cách khoảng tầm vài gốc cây lại một thùng các bạn. Sau đó mình lấy thùng sơn mình sẽ xúc tưới rất nhanh các bạn. Đây là mình sẽ đổ nó vào trong đây khoảng tầm 2 đến 30 kg. Cái này thùng này là mình 200 lít các bạn. Còn nếu mà các cái thùng sơn như thế này thì chúng ta chỉ thầm khoảng 3 gáo này thôi. Nếu như một thùng sơn là chỉ ngâm 2 đến 3 gáo này là vừa. Các bạn tận dụng có thể để những cái thùng sơn mà chúng ta xây nhà chúng ta tận dụng được rẻ thì càng tốt. Còn mình sẽ dùng các cái thùng như thế này các bạn, để mình ngâm nó lâu. Bây giờ từ tháng 4 âm lịch mình đã bắt đầu phải ngâm rồi. Tháng 4 âm lịch mình ngâm, nhưng đến tháng giêng bắt đầu mình sau khi thu hoạch thì đầu giáp Tết và trái hết bưởi thì mình bón ngay. Còn không thì ra giêng mình sẽ bón luôn.
ra riêng cái là mình bón đua tương ngay cho cây nó hồi phục sức khỏe. Còn nếu thu hoạch bưởi mà trước trong hết xong Tết thì mình cũng bón ngay để cho cây càng sớm hồi phục càng tốt, cây khỏe thì nó mới đậu được quả, hoa nó mới to. Còn nếu các bạn mà hoa sai mà hoa nhỏ thì tỷ lệ đậu quả rất là thấp, cho nên là mình phải bồi bổ nó bằng đỗ tương. Nhiều năm mình đã ngâm đỗ tương, các bạn có thể ngâm đỗ tương một đỗ với ba ngô cũng được. Còn các bạn không thích ngâm ngô thì các bạn có thể ngâm toàn bộ đỗ luôn cũng được các bạn. Vậy nhé. Còn nếu các bạn ngâm như thế này, các bạn có thể là dùng đỗ tương không cần men cũng được, nhưng mà thường thường thì mình ngâm với men các bạn. Đây là quái vi sinh này, quái này nó sẽ phân hủy cho đỗ tương nó nhanh thối. Dạng bột mình cho vào mỗi một thùng này mình cho một gói rồi để nó đỡ mùi, hai nữa là nó phân hủy nhanh các cái chất của đỗ tương, nhanh thối phân hủy hơn các bạn. Mình sẽ đổ vào trong cái thùng này ngâm luôn. Một con dao này. Không có cái đầu xé. Đây có con dao kia này. Dao dài. Đây mình sẽ đổ cái phân hủy này vào đây các bạn. Mình rắc ra xong rồi mình sẽ ngâm đổ nước vào luôn. Đây là mình làm một cái mẫu cho các bạn thôi, còn trời sắp mưa cho nên mình không làm hết cả vườn. Vườn thì mình sẽ phải bắt máy các bạn, mình bắt máy mình tưới nước vào. Còn đây mình sẵn nước đây mình để cho vào đây luôn. Chứ còn không thể xách nước từ toàn bộ, mình sẽ bơm máy toàn bộ vào các thùng như này. Vì mình có khoảng chục thùng như này. Mỗi cây mình ngâm bình quân một năm là khoảng 2kg đỗ tương các bạn nhé. Mình vừa rồi lấy hai tạ đỗ tương các bạn. Hai tạ đỗ tương để ngâm. Và ngâm từ tháng 4 âm lịch các bạn nhé. Ngâm từ tháng 4 âm lịch để cho nó phân hủy đến tháng chạp hoặc tháng giêng bắt đầu chúng ta mới đem tưới sau khi thu hoạch bưởi. Và mình lại nói lại một lần nữa cho các bạn để rõ là mình bón bắt đầu từ khi thu hoạch bưởi các bạn nhé. Sau khi thu hoạch bưởi xong mình bón liên tục đến bây giờ. Thôi. Cần gì thì ra đổ đầy nước khuấy lại vùng là được. Có để cho thêm miếng cá nữa. Giá xô bên kia. Gáo vào trong cái tải. Còn nước cái các bạn, cái đỗ tương này mà các bạn đừng đổ đầy quá nhé các bạn. Các bạn đổ đầy quá là đêm nó lên ra nó sẽ trào hết ra ngoài. Thì các bạn đổ cách cho mình một tầm 15 phân cách mặt các bạn nhé. Ta không nên đổ đầy quá, nó nở đỗ tương ra, nó sẽ sinh ra và chúng ta chỉ đợi hé hé thôi. Không một hai hôm nó đủ có mùi thì chúng ta sẽ có thể đặt kín lại. Vì chúng ta đừng để cho nó hở, đừng cho nó kín quá thì nó sẽ sinh ra, nó sẽ đẩy phí hết ra, nó bắn ra chào đó rất là mất vệ sinh. Nên là các bạn sẽ đổ cách của mình khoảng tầm 15 phần nước cách mặt của cái nọ này. Thì đêm nay là nó sẽ nở ra các bạn. Qua một đêm nó nở trương lên nó rất là nhiều. Và một hai hôm nữa tới nó sẽ sinh ra ra các bạn. Sau đó các bạn sẽ đậy kín cho mình đỡ ruồi muỗi các bạn nhé. Còn lúc sắp khơi bón thì các bạn lại mở lắp hé ra khoảng tầm 5 đến 7 ngày để cho nó bay cái mùi đi. Bay cái mùi thì nó bay dần ra thì các bạn bón ngay thì nó sẽ không bị mùi hôi thối cho dân làng, nó không ảnh hưởng. Hoặc các bạn nhiều nhà có thể dùng bưởi ngay trong vườn nhà thì chúng ta phải làm cách đấy thì nó sẽ đỡ. Đặc biệt là chúng ta qua cái gói phân hủy này thì nó sẽ đỡ mùi hôi thối hơn các bạn. Nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn nếu các bạn mà ngâm không thì nó sẽ mùi các bạn nhé. Và có một gói mùi này thì có một cái gói phân hủy này thì chắc chắn là nó sẽ nhanh phân hủy hơn. Ví dụ quả mà còn nhỏ thì tháng năm âm lịch này ta vẫn thể bổ sung bón được, vì mình thường thường bón đến tháng 6 âm thôi. Thế vào cái lượng quả, nếu quả nó mà sai mà nó yếu thì mình tăng cường bón, còn nếu như nó không, nó mà lớn đều rồi thì chúng ta sẽ dừng sớm đỗ tương để chẳng có quả nó to nó ộp thì mình sẽ bón chuyển sang kali từ tháng 6 âm các bạn. Còn nếu quả mà nó đã lớn rồi thì ta bón từ tháng 6 âm, nếu quả nó còn nhỏ thì tháng 7 âm thì ta mới bón kali các bạn nhé. Bón sớm quá là quả nó lại quả nhỏ thì bán nó sẽ không được ít tiền thôi. Các bạn cứ để đặt các cái thùng cách nhau khoảng tầm 4-5 gốc cây như mình đây này. Và các bạn đỡ phải xuất công xách xa thì nó đỡ vất. Xung quanh nhà mình vườn chỗ nào có thùng luôn. Xong đến đâu là tưới đấy, nó không vất các bạn. Các bạn mà xách xa thì nó rất là vất vả. Thì chỉ có tiếng giữa 2 tiếng là mình có tưới cả cái vườn này luôn. Nó rất là nhàn. Có thể các bạn ngâm đưa cá cũng được, nhưng đây là mình chia sẻ các bạn ngâm đỗ tương.
và mình dùng máy cái này, ống dây là mình sẽ tát tưới vào, nhưng đây vì thùng này mình quay cho các bạn nên mình cũng không chưa bắt máy kịp. Thế nên mình sẽ làm cái video này một cái thùng làm mẫu cho các bạn thôi. Đấy, gần được các bạn nhé. Không là mình sẽ để không ấy chẳng nó trương lên. Xong vài hôm nó cạn thì chúng ta lại bắt đầu bơm sau. Còn bây giờ hiện tại là mình chỉ cần thế là các bạn. Cách 15 đến 20 phân. Vì trong một đêm là nó sẽ trương lên, nó đẩy ga, nó nở cái lỗ tương lên, nó sẽ trào hết ra ngoài thì rất là phí. Vì nó chưa cần ăn ngay các bạn nhé. Đây mình chia sẻ các bạn một cái kỹ thuật ngâm đỗ tương để cho bưởi được mùa, và bón vào giai đoạn nào thì mình đã chia sẻ các bạn. Cho nên là các bạn thấy đấy, rất là quan trọng khi bưởi khai thác lâu năm nó bị kiệt hết cây rồi, nó bị mất các cái vi lượng rồi, nó thiếu chất dinh dưỡng rồi, mình phải bổ sung nó bằng đỗ tương ngâm. Có thể các bạn ngâm một đỗ với ba ngô, không có thì các bạn ngâm ngô đỗ không cũng được, đỗ tương nó nhiều chất đạm hơn. Cái cây bưởi mà nó có được bổ sung cái chất dinh dưỡng này thì cây nó sẽ tuổi thọ nó sẽ cao hơn và năm nào cũng không bị mất mùa các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình từ trước giờ. Cảm ơn các bạn sẽ ủng hộ mình tiếp theo và đăng ký kênh mình, và để mình sẽ có nhiều động viên mình sẽ có nhiều cái video hay về trồng cây ăn quả và các cái kỹ thuật khác trong các cái cây trồng và cây nông nghiệp và cây ăn quả, và rất nhiều các cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ về khoa phong thủy và tử vi nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình. Xin cảm ơn các bạn.